Xin kính chào quý khách. Sau đây là clip hướng dẫn cấu hình Wi-Fi modem EP9108, 9108W. Đầu tiên, hãy đảm bảo máy tính hoặc điện thoại của quý khách đang kết nối với modem bằng dây LAN hoặc Wi-Fi. Và sau đó, quý khách mở một trong các trình duyệt như quý khách đang thấy trên màn hình. Quý khách nhập địa chỉ web 192.168.1.1. Quý khách đăng nhập vào modem với username và password mặc định là admin. Nếu quý khách đăng nhập không thành công, vui lòng gọi lên tổng đài 1900-6600 để được hỗ trợ. Sau đó chọn login để đăng nhập vào. Quý khách chọn Internet là mục phía trên màn hình. Quý khách chọn tiếp mục WLAN Config. Tick Enable WLAN để bật chức năng phát Wi-Fi. Quý khách đặt tên Wi-Fi tại mục SSID. Quý khách lưu ý tên Wi-Fi không gõ dấu tiếng Việt. Quý khách lưu lại cấu hình vừa đổi tại mục Apply. Tiếp theo, quý khách đặt mật khẩu Wi-Fi chọn Advanced. Chọn Wi-Fi mình cần đặt mật khẩu trong mục Choose SSID. Mục Wi-Fi Authentication khuyến cáo khách hàng chọn bảo mật là Mix WPA2 WPA PSK. Quý khách đặt mật khẩu Wi-Fi tại mục WPA Pre-Secure với lưu ý mật khẩu trên 8 ký tự và có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Quý khách lưu lại cấu hình vừa đổi tại mục Apply. Quý khách có thể hiển thị phần mật khẩu bằng cách tích Click here to display. Như vậy là quý khách đã thao tác thành công cấu hình Wi-Fi. Nếu cần hỗ trợ thêm, quý khách vui lòng gọi tổng đài 1900-6600.